Hello, xin chào cả nhà đã quay trở lại với video cập nhật tin tức hôm nay của kênh Susu TV nhé. Vẫn lời nói đầu tiên xin kính chúc cả nhà mình có thật nhiều sức khỏe. Hôm nay tiếp tục cập nhật tin tức về đàn gà con nhé cả nhà. Hôm nay thì Tiến Nhung như trước đó mình có đưa tin là Tiến Nhung mặc áo dài cực kỳ dễ thương để làm một bộ ảnh mới đi chụp hình. Thì trên trang Tiến Nhung vừa có bài chia sẻ đi chụp ảnh nhưng anh photo chưa tới là hai chị em tôi Lý Mỹ Hoa chụp được quá trời tắm rồi. Này demo thôi, đợi hình chính thức rồi ngắm hen cả nhà yêu. Áo dài truyền thống Việt Nam vẫn cứ trang nhã và đẹp nhất, đúng không cả nhà? Tự nhiên Nhung thấy hợp và rất thích khi mặc một chiếc áo dài truyền thống xưa chỉ một màu thôi, nhưng rất tôn vinh được vẻ đẹp của chiếc áo. Chúc cả nhà chiều vui vẻ ạ. Theo như chia sẻ của Tiết Nhung thì bức ảnh em ấy đang đứng chụp ảnh là ở Lăng Ông Bà Chiểu. Rồi sau đó mới vừa tức thì có một cái đoạn clip cho nhà make up Mỹ Hoa chia sẻ lên TikTok là Tiết Nhung đang di chuyển để có thể những cái tạo hình mới nữa. Rồi sang Dinh Độc Lập là Dinh Thống Nhất đó mọi người, rồi chụp hình tiếp nữa. Và mới đây thì Tiết Nhung lại chia sẻ tiếp một bức ảnh đang chụp ở chỗ bậc cầu thang mặc chiếc áo dài màu đỏ trông rất là dễ thương luôn. Nhiều khán giả để lại bình luận là con gái Ba Quỳnh đẹp quá, quá dễ thương, xinh lắm con ơi. Thì mỗi lời khen của tác giả như tiếp thêm động lực cho Tiết Nhung. Tiết Nhung cũng tương tác rất là tốt, gửi lời cảm ơn tới các bình luận của fan hâm mộ để lại ở dưới bài đăng của mình. Tiết Nhung xinh đẹp quá nên mặc gì cũng đẹp, phải nói dốc dáng nhỏ nhỏ xinh xinh. Riêng Ba Tèo Diễm Phạm thì để lại bình luận gần nhà ba. Tiết Nhung trả lời dạ đúng ạ, Lăng Ông Bà Chiểu. Diễm Phạm dặn thêm lát chụp xong về nhậu thì Tiết Nhung trả lời ha ha con bệnh luôn rồi ba. Diễm Phạm nhắc có cậu hai mới về tới nay chơi ở nhà. Và có lẽ một ngày chụp hình cũng khá là bận bịu, phải luôn đứng dưới trời nắng. Do đó Tiết Nhung cũng cảm thấy rất là mệt và đã muốn nhóm bệnh. Vì Tiết Nhung trông rất là ốm yếu nên mỗi khi mà ra nắng nhiều chắc có lẽ là dễ bị bệnh lắm mọi người. Về cách trang điểm thì nhiều fan nhận xét, ai nói là sến nè, xinh lắm nhan Phạm Tiết Nhung. Và Tiết Nhung trả lời ha ha đâu có sến đâu cô, con thấy trang nhã. Và theo cái tông make up này thì trông bé Nhung rất là xinh xắn đáng yêu nha cả nhà. Tuy là chưa tung những bức ảnh do thợ chụp nhưng mà có lẽ cái tạo hình ngày hôm nay của Tiết Nhung đã được mọi người rất là yêu thích rồi. Phải nói là dốc dáng như vậy nên mang áo dài rất là thanh lịch nha cả nhà. Thì chúng ta hãy cùng chờ đợi những bức ảnh mới nhất của bé Tiết Nhung để cùng xem nhé. Mới đây trên trang cá nhân của mình thì cậu Thanh Huy có chia sẻ là rủ rê đón thêm ca sĩ Việt Kiều USA Lưu Việt Hùng. Từ lúc qua Mỹ, Hùng cũng hay đón Huy và đưa Huy cùng với bạn chung là Quách Tấn Du. Thì hiện tại quán rủ rê coffee của cậu Thanh Huy trộm vía, khách đến cũng rất là nồm nộp. Do đó mới đây cậu có tìm, cậu nói là muốn in ly và túi sách đựng ly. Bạn Huy ai biết chỗ nào uy tín, rẻ, chất lượng thì hãy liên hệ hoặc là chỉ cho cậu Thanh Huy làm cái ly uống nước đó mọi người, ly để đựng cà phê và cái túi sách đựng ly. Thì mọi người biết hay chỗ nào rẻ, đẹp, chất lượng thì hãy vào trang của cậu Thanh Huy chỉ chỗ cho cậu Thanh Huy đặt hàng nhé mọi người. Bên cạnh đó cậu Huy cũng chia sẻ là ngày hôm qua cậu đã nhận được món quà của Bảo Bảo Food. Xin cảm ơn quà của Bảo Bảo Food, Lương Bảo Lộc và Võ Hoàng Huy. Đó chính là tên của ca sĩ trẻ Sắc Long. Thì rất nhiều fan hâm mộ rất là muốn biết túi quà mà anh Bảo Bảo tặng cho cậu Thanh Huy. Bên cạnh đó thì nhiều người cũng chúc cho tình bạn của cậu Huy cũng như Bảo Bảo Sắc Long luôn bền vững. Mới đây thì ca sĩ trẻ Yuno có chia sẻ mới trên trang cá nhân của Duy. Đó chính là những bức ảnh khá đẹp ở tại Đà Lạt của Duy nha mọi người. Thì như mọi người cũng biết trong thời gian này thì Đà Lạt
cũng đang khá là lạnh, và Yuno có được những bức ảnh trong khí hậu lạnh giá như vậy cũng hết sức là đẹp, nên nhiều fan cũng để lại lời chúc cho Duy khi biết rằng Duy đang có một kỳ nghỉ lễ, kỳ nghỉ ngơi cùng với gia đình nhỏ ở thành phố sương mù Đà Lạt. Thì sau show của ba người con gái Quỳnh Trang, Tiết Nhung với lại Thiên Ngân, Yuno cũng có tham gia, thì mọi người cũng đang rất là mong Duy tiếp tục có nhiều show diễn nữa. Nhưng mà dạo gần đây thì Yuno cũng khá là lắng động, do đó Yuno đã tận dụng thời gian này để đi nghỉ ngơi du lịch cùng với gia đình nhỏ của Duy. Kế đến là thông tin mới đến từ ca sĩ trẻ Trường Sang. Thì hôm nay Trường Sang vừa chia sẻ một đoạn clip mà nếu mọi người xem được đoạn clip này thì chắc chắn mọi người sẽ rất là cảm động. Đây là đoạn clip mà Trường Sang đẩy xe lăn mẹ mình ngồi trên đó trong lúc mẹ mình đang điều trị bệnh. Thì up clip, Trường Sang ghi thêm một dòng status là con nhớ mẹ, phải nói là sao nỗi mất mát đau thương, mẹ không còn nữa. Thì cả anh em Trường Sang với lại Trường Huy trong thời gian này cũng đang cần một khoảng thời gian để có thể tìm sự yên tĩnh, sự bình lặng và sự an yên trong tâm hồn. Bên cạnh đó thì Trường Sang thường xuyên chia sẻ những đoạn clip lên chùa, coi như là trang trí lại bàn thờ Phật của mẹ. Bên cạnh đó là những bữa cúng cơm cho mẹ, rồi tiếp sau đó là em ấy làm những việc thiện nguyện để hồi hướng công đức cho mẹ. Một Trường Sang cảm thấy khác hơn so với lúc trước mà chúng ta đã từng xem. Thấy Trường Sang lúc này khá là tĩnh lặng cũng như là điềm đạm hơn hẳn. Thì có đau thương, có mất mát thì mới có sự trưởng thành. Như chúng ta đã từng nghe đâu đó cái câu nói này, và có lẽ anh em Trường Sang, Trường Huy sau nỗi đau mất mát mẹ như vậy thì các em ấy trưởng thành hơn, chững chạc hơn rất là nhiều. Hy vọng trong thời gian tới thì cả Trường Sang với lại Trường Huy sẽ được khán giả đón nhận nhiều hơn. Và lần này thì ca sĩ Mạnh Quỳnh về Việt Nam có hai show, nhưng mà mọi người rất là thắc mắc không thấy học trò hay là hai con gái của anh là Tuyết Nhung với lại Thiên Ngân được mời vào ở trong cái show hát của anh, cũng như chưa thấy ca sĩ Mạnh Quỳnh cùng với mọi người hội ngộ với nhau sau show diễn. Và sự thắc mắc của mọi người càng tăng hơn rất là nhiều khi ca sĩ Mạnh Quỳnh vừa qua vừa làm xong một cái chuyến đi thiện nguyện ở tại Lào Cai và Yên Bái, và sau đó thì anh lại im hơi bặt tiếng luôn, coi như những thông tin gì về nam danh ca này hầu như là đã bị kín bưng rồi. Thì hiện tại chưa có những thông tin mới của ca sĩ này nha mọi người. Nếu có những thông tin mới thì mình sẽ cập nhật cho mọi người nghe trong những video sau nhé. Bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Rất mong mọi người hãy vào giỏ hàng mà mình đã liên kết với các sản phẩm ở trên kênh. Rất mong cả nhà ủng hộ các sản phẩm mà kênh mình liên kết nhé. Bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Chân thành cảm ơn mọi người nhiều lắm.